nhá, về hướng dẫn bàn giao công nghệ cho bia hơi nhá, Hoàng Dương. Ăn ké luôn, ăn ký luôn. Phải hỏi giám đốc Hoàng Bách nhá. Đấy. Chị ơi, xa bình thường mà, từ đây vào quậy thì quá gần luôn. Chuyền chị Hằng lên thương cái là có đội ship chuyên nghiệp đưa đến tận mâm luôn nhá. Hôm nay là em chỉ làm để thưởng thức là chính nhá. Đơn ra là số lượng hơi ít. Quán em chỗ trường tiểu học cấp 1 Đản Dị chị ơi. Chị đi đường ấp Tó đến rẽ trái qua đường tàu đến quán em luôn. Vâng. Vàng rộm rộm. Ôi nhìn thế này đã bồ kết rồi.